Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu nước hoa đến từ thương hiệu Molang đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời chia sẻ cho các bạn những cái thông tin chi tiết nhất về dòng nước hoa ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng chúng ta sẽ thấy một cái lớp đệm khí rất là đầy đặn như thế này để có thể giảm chống sốc tối đa cho mẫu nước hoa của chúng ta trong quá trình vận chuyển. Bên trong chúng ta sẽ có hóa đơn từ nhà bán hàng, nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, rất là nổi bật luôn, với một chiếc hộp tông màu đen như thế này. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu Molang cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Trong hơn 100 năm thì Molang đã được biết đến với nhiều thế hệ là nhà sản xuất các dụng cụ viết tinh xảo, chất lượng cao. Trong vài năm qua thì phạm vi sản phẩm đã được mở rộng, bao gồm là đồ trang sức bằng bạc và mỹ nghệ quý giá, đồng hồ độc quyền sản xuất từ Thụy Sĩ, đồ da tinh xảo, kính mắt và cả nước hoa. Molang do đó đã trở thành nhà sản xuất các sản phẩm độc quyền phản ánh nhu cầu chính xác được thực hiện ngày nay về chất lượng cao, về thiết kế, truyền thống và tay nghề thủ công bậc thầy, đó chính là những cái ưu điểm vượt trội đến từ thương hiệu Molang này. Và mẫu sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là mẫu Molang Explorer for Men với nồng độ là EDP các bạn nha. Đây chúng ta sẽ có tên trong sản phẩm Explorer, tên thương hiệu Molang, nồng độ sẽ là Eau de Parfum hay gọi tắt là EDP đó các bạn. Dung tích cho sản phẩm này sẽ là 100ml, cũng khá là lớn. Và mẫu Molang này chúng ta sẽ thấy là vẫn còn mới 100% nguyên siêu này các bạn. Phần tem siêu họ dán ở trên đây, đó chính là logo biểu tượng của Molang ngồi sào nằm cánh như thế này. Tất cả nó còn mới 100% các bạn nha. Bóc còn rất là hoàn hảo luôn, không cứng móp. Đây, Made in France, Molang. Và phía dưới này chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin. Và mẫu sản phẩm này thì Molang Explorer nó kể về một câu chuyện, những cuộc phiêu lưu, hành trình tìm kiếm sự xuất sắc, thách thức những quy ước và khám phá bốn phương của thế giới. Từ Nam Phi đến Haiti, Ý, Đức hay Indonesia, thì Molang Explorer mời các nhà thám hiểm tham gia một cái hành trình tuyệt vời, mang đến cho họ cơ hội khám phá những nguyên liệu quý hiếm nhất và phương pháp sản xuất kết hợp giữa tay nghề thủ công với công nghệ tiên tiến nhất. Và Explorer của Molang là một loại nước hoa hương thơm mùi gỗ dành cho nam giới. Explorer được ra mắt vào năm 2019 và được tạo ra bởi Jory Fernandez, Anthony Marsandil và Oliver Bacho. Mỗi người trong số họ đã đưa ra những cái kiến thức và trải nghiệm cảm xúc của mình về một thành phần cụ thể. Loại nước hoa này được công bố là một hỗn hợp hương gỗ, thơm và da kết hợp độc đáo, tạo nên từ tinh chất cam bergamot, từ Ý, cỏ vetiver và Haiti, và hoắc hương từ Indonesia. Hương đầu là cam bergamot, hạt tiêu hồng và cây xô thơm clary. Hương giữa sẽ là cỏ hương bài Haiti và da thuộc. Ở tầng hương cuối chúng ta sẽ có là ambrosan, akigala wood và lá hoắc hương Indonesia, cuối cùng là quả cacao. Chai này thì chúng ta sẽ có hình dáng thon dài được bọc bằng vỏ bảo vệ giống như là da in họa tiết Saffiano. Đây giống như trên phần thân hộp nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ có họa tiết thân da của phần chai bên trong. Tuy nhiên thì đáng tiếc là mình sẽ không mở siêu để cho các bạn có thể thấy được cái thiết kế chai thủy tinh bên trong được. Khá là đáng tiếc, mình muốn để nguyên siêu đến tận tay khách hàng các bạn nha. Đó chính là tính chất của sản phẩm nước hoa như thế này. Chai thì chúng ta sẽ có một cái độ nặng nhất định nè, và cũng như là logo ngôi sao đặc trưng tô điểm cho tất cả các đồ da của Mason được sản xuất độc quyền tại Hamburg. Nắp đậy của sản phẩm này cũng như là biểu tượng thì đều được lắp ráp bằng tay tại Molang Petelira ở Florence. Đó chính là cái phần thiết kế chai bên trong. Và chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm này được thực hiện bởi John Pearson ở Nam Phi và người mẫu là Rand Lavergate. Đây là một trong những cái mẫu rất là nổi tiếng. Và đó cũng là những cái
chia sẻ rất là chi tiết của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các dòng nước hoa, đến từ môn lăng nói chung, cũng như là mẫu môn lăng Explorer ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều sản phẩm nước hoa phù hợp với nhiều phong cách và sở thích khác nhau dành cho cả nam lẫn nữ. Đến eShip.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.